Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài tiếp theo, đó là bài 11. Thì cái bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách click lên một link test và click lên một cái đối tượng nó như thế nào ha. Chia sẻ thêm một cái loại CSS selector khác. Không phải CSS selector, chính xác là một loại selector khác được support ở trong web driver.io để mọi người tương tác. Thì trước tiên, trước khi mình hiện thực hóa cái phần này thì mọi người lên trang chủ của web driver.io ha. Sau đó mọi người qua cái phần section là guide này và mình move xuống cái chỗ phần section usage selector. Ở đây thì mình sẽ thấy có một phần link test này, thấy chưa? Link test. Thì mọi người chú ý đi, nó sẽ support như thế nào? Đối với link test ấy, thì nó sẽ có hôm trước mình học là gì? Đối với HTML có attribute là ID thì cái prefix của nó là dấu thăng, thì đối với link test thì cái prefix của nó là dấu dấu bằng. Giả sử như mọi người vào ở trong cái trang theinternet.heroqapp.com thì mọi người muốn click trên cái form authentication, cái này là một cái hyperlink đúng không mọi người? Thì cái hyperlink này nó có một cái tab nổi ở trên, đó chính là form authentication. Thì cái selector cho cái link test này chính là bằng form authentication đó. Và khi mình đã gì specify được cái phần selector value thì mình hoàn toàn trigger được cái action click lên để mình mở ra cái trang login page. Ok, thì mình đã biết cái selector strategy nó như thế nào rồi, mình biết cái cách describe diễn tả nó ra như thế nào rồi, thì bây giờ mình tiến hành implement. Thì như thường lệ, code của bài 11 sẽ được chứa trên source code brand 11, bài 11 ở đây, và tụi sẽ boot code sau bài học này. Ok, mọi người mở code ra ha. Mình mở Visual Studio Code ra, thì như thói quen mình sẽ mở một cái terminal mới để mình sẽ khởi tạo cái gì? Chrome driver ở đây, mọi người gõ Chrome driver để khởi tạo cái browser driver lên để mình phục vụ trong quá trình trình test. Đó, sau mình quay lại cái terminal 1 của mình. Đây là code của bài bài 10 ha. Mình sẽ tắt nó đi cho gọn nha mọi người, tắt nó đi. Ok. Mình sẽ vào cái folder suột của mình ha. Folder suột của mình và mình tạo ra một cái file mới. Đó chính là gì? Click đi ha. Mình đơn giản là đặt nó là click đi. Thì có nghĩa là click lên đối tượng và click lên link test, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Rồi click.js ở đây là một test case mang tên click. Ở trong này thì nó phải là gì? Phải là describe, từ có describe là gì? Test suite ha. Rồi. Thường lệ thì description phải luôn có, đấy chính là API loading. Rồi, mình sẽ có một cái tag case ở trong này là mình đánh từ khóa IT Control Space ra cho nó gợi ý nha mọi người. Sau đó chọn thế này à. Và mình sẽ có là gì? Click on link test. Ok. Thì mình sẽ tập thói quen làm gì? Mình sẽ list ra những cái gì mà mình cần làm ở trong cái tag case này. Đấy. Mình đánh đầu tiên là dòng thứ nhất, cái bước thứ nhất đó là mình open thì index page. Đấy. Sau đó mình sẽ làm gì? Open the index page ở đây. Ở ngoài này. Đấy. theinternet.heroku.app.com. Sau đó mình sẽ làm gì mọi người? Mình sẽ click lên link test có giá trị là gì? Form authentication. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ click on form authentication link test. Authentication. Ok. Đấy, mình chỉ làm cái việc này thôi. Đó. Nếu mà mình muốn nữa thì mình sẽ gộp chung những cái phần của bài trước vô là gì? Input username and password. Rồi và cuối cùng là gì? Mình sẽ làm gì? Ở này là bước số 3 nha mọi người. Bước số 3 là gồm hai cái luôn. Okay. Và bước cuối cùng là mình click on the login button. Mình nhấn Alt Shift F để format code ở trên win. Rồi. Mình đi khai báo các cái biến, ví dụ như là index URL ha. Let's
PayUL luôn, cái này là PayUL luôn. Bạn để đấy. Để đấy ha. Hoặc là TCP. Rồi mình cần cái gì nữa? Form authentication link test. Rồi mình declare ra ở đây. Let form authent link test equal. Thì ở đây nó sẽ equal là, vì nó là link test thì lúc nãy tụi nó là gì, cái prefix là dấu bằng, và sau đó mình sẽ đưa cái giá trị là gì, giá trị của cái link test ở đây, đây form authentication này đó, mình có thể bôi đậm, sau đó mình copy và mình để vào trong này đấy, đây chính là giá trị selector của một cái link test nè mọi người. Ok, rồi cái phần username và password thì mình lấy từ bài 10 sang ha. Let username selector ha, chính là bằng id dấu thang username đấy. Tiếp tục là gì, là password selector equal rồi. Tiếp tục mình sẽ lấy cái giá trị gì, login button selector ở đây đấy, mình vào này xem thử xem, mình lại inspect. Rồi ok mọi người thấy ở đây mình có cái gì, attribute type là submit trên cái button này, thấy chưa, mình sẽ lấy theo dạng css selector là html attribute với cái type bằng submit. Ok, mình sẽ lấy bằng cái này ha. Okay, mọi người chú ý ha, thì cứ mỗi bài tụi sẽ cứ mở rộng từng bước từng bước từng bước cái cách selector, thì mình cứ học lần lần ha. Let's ở đây là gì, login button, tụi ghi tắt chữ button ha, bằng rồi all the type f. Rồi ở trong này nó có type bằng submit, đây type bằng submit, attribute tên là type, có giá trị bằng cái submit đấy. Mọi người thấy không, ở trong này submit, ở trong này mình là gì, có dấu ngoặc kép, thì ở ngoài này phải bao bằng dấu ngoặc đơn và ngược lại. Thì thường best practice là ở ngoài người ta bao bằng dấu ngoặc đơn này, thì ở trong sẽ bao bằng dấu ngoặc kép. Nếu mà ở trong này, ở ngoài này dấu ngoặc kép, ở trong này dấu ngoặc kép, thì mình phải dùng xcap, nó hơi phức tạp, mất công ha. Cứ để yên như vậy. Rồi. Sau đó mình sẽ open index page bằng cái API là browser .url, và mình sẽ đưa vô là gì, PayUL vào đây. Đấy, PayUL. Sau đó bước 2 là click lên form authentication. Thì mình sẽ dùng API gì mọi người? API click ở đây, mọi người qua session API. Và mình sẽ tham khảo cái gì? Ở scope element mình có cái API là click ha. Nó có một cái lỗi ở trên hình như là charm driver ấy, mọi người aware cái này là được. Khi nào mọi người gặp cái này thì tụi sẽ nói cho. Rồi, đưa giá trị selector vào và click là xong. Rất là đơn giản luôn. Đấy. Mình sẽ nói là gì, web driver ơi, hãy query, hãy tìm cho tôi cái giá trị là form authentication link test, form authentication link test. Sau đó khi tìm thấy thì hãy tiến hành gọi API click. Đấy. Đơn giản không mọi người? Phần input username và password thì mình biết rồi ha. Mình học bài 10 rồi. Username select the set value. Set value. Và mình đưa giá trị đại vào trong này để mình chạy ha. Rồi đồ là password selector chấm set value, rồi giá trị gì đó, bla bla gì đó ha. Đấy, on the ship f format code. Sau đó mình sẽ click login button, thì mình là gì, web driver ơi, hãy tìm cho tôi cái selector login button. Đó, mình đã declare ở trên này. Đấy, login button. Đấy. Sau đó, khi tìm xem, tìm ra rồi, hãy gọi cái API là click. Đấy. Vậy là, tới đây là tụi đã chia sẻ cho mọi người là gì, cách click lên một đối tượng và cách click lên một cái link tag ha. Nó khác nhau cái gì mọi người? Nó chỉ khác nhau cái cách mà mình specify cái selector. Đối với link tag thì tiếp đầu ngữ của nó là dấu bằng. Còn đối với một lý tưởng, một đối tượng, thì cái selector value của nó thì
Mình sẽ lấy giống như là các cái đối tượng khác, ví dụ như username, password. Còn cái này là gì? Mình lấy theo HTML attribute có cái loại type là bằng submit ha, rất là đơn giản. Và cuối cùng là mình sẽ chờ một xíu để mình thấy kết quả thôi, chứ không phải là mình chờ đã làm gì hết, mình chờ xem thử, giống như chiêm ngưỡng thành quả vậy đó. Rồi mình chờ 3 giây đi ha, tức là 3.000 millisecond on latency F. Rồi client code mình đã viết xong, server đã bật, việc còn lại là gì? Mình đưa cái related path của cái test script này vào trong file test runner config. Đây, test runner config để mình thực thi xem thử nó làm cái việc gì. À, run về. À, thiếu một cái. Mình đang để trống cái page URL nè mọi người, mình copy mình bỏ vô ha. Page URL lúc này mình không có tới cái trang login này nữa, mà mình tới cái trang chủ của nó này luôn. Khi mà tới trang chủ thì sau đó nó sẽ click lên cái form authentication này để nó mở cái login form đó ha. Thì để nó khỏi báo cái lỗi là element not found thì trước khi mình click lên cái link test thì mình phải chờ nó, đúng không mọi người? Đó chính là mình sẽ gọi cái hàm gì? Mình nói web driver IO ơi, hãy tìm cho tôi cái form authentication link test, và nếu nó không có hãy chờ cho nó wait for display, hãy chờ cho nó trong vòng 5 giây. Đấy, nếu mà không có thì hãy chờ 5 giây, nếu có rồi thì hãy bắt đầu gọi hàm click ở này, đúng không? Và tương tự để an toàn thì mình cũng sẽ làm như vậy với cái login form. Đó, cái bài này đã chia sẻ ở bài trước rồi nha mọi người. Trong trường hợp cái login form thì mình chỉ cần chờ cái username port này nó hiển thị là được rồi. À, ok. Giả sử này, tôi chỉ thêm cho mọi người một cái mà chia sẻ thôi, không phải là chỉ gì. Mình thấy chỗ này cũng 5.000, chỗ này cũng 5.000, cứ lặp đi lặp lại cái 5.000 này thì cái đó mình hãy khai báo làm thành gì? Một cái hằng số ở đây. Hằng số ở trong JavaScript thì nó khai báo được bằng cái từ khóa là C, đọc nói chung là constant, CONST là viết tắt của constant hằng số mọi người. Thì hằng số thì mình sẽ tốt nhất mình viết toàn là chữ in hoa thôi, đó chính là max wait time là 5 giây. À, 5 giây, constant max wait time bằng 5 giây. Còn cái này là biến. À, hằng số là không thay đổi được ha, không thay đổi được, mình thay đổi nó sẽ báo báo lỗi ngay, mình không có reassign nó lại được. Thì mình muốn học thêm về hằng số, biến số hay gì đó thì về một số kiến thức cơ bản về JavaScript thì ở trên mạng nó cũng có nhiều lắm, mọi người cứ thử học thử, mà nếu có gì khó khăn thì hỏi tụ ha. Thế đây mình sẽ thay thế cái 5 giây này bằng must wait time, must wait time. Đấy, code của mình nó đẹp hơn. Và có sửa thì mình sửa trên này, nó sẽ affect toàn bộ chữ này nha mọi người. On là ta ship F cho format code xong. Rồi, chạy nha. Rồi, xong hết rồi đấy, mình chạy thì mình bấm câu lệnh là gì? npm test. Sau đó mình gọi cái đường dẫn của file test runner config ra, trong trường hợp này là test.config.json. Rồi, enter. Đấy, ngon lành không mọi người? Nó click xong, nó chờ cho mình 3 giây để mình thấy kết quả ha. Cái chuyện mà nó input mass fail ở chỗ này thì mình chưa có nói ha. Mình chỉ là gì? Tương tác từ đầu tới cuối đúng theo cái scenario này thôi. Rồi, mọi người có khó khăn gì thì cứ comment ở trên cái phần YouTube video ha. Chúc mọi người học tốt và hẹn mọi người ở trong cái bài học tiếp theo.